Rồi, em chào tất cả anh chị em. Hoàng Hoàng sáng giờ mới xong được con máy anh chị, nói chuyện không nổi luôn. Con này mới giữ nha anh chị. Con bữa nè, con có anh khách ảnh chốt rồi. Mà cái dòng này nó không có cái bao ấy nha anh chị. Không có cái bao này. Không có cái bao này. Có bao nào khác cũng được con. Khác nó khác kiểu không anh chị. Cái dòng Echo nó không có cái này. Sao em thấy cây nào cũng không có ta, cái lô kia về quá trời luôn, sao không có cái này không biết. Rồi, em vừa vệ sinh xong, cái chỗ này nó có chống rung anh chị. Có xù chống rung đây nè. Viên của nó nhìn đã ghê. À, cái này anh khách này anh đòi cái tay này nè. Nhưng mà đúng mấy cái này là người ta đi ra bóp không à. Nhưng mà thôi em cho anh theo cái kia đi, rồi mốt anh xài chán thì anh bỏ cái tay ra bóp vô. Tay bóp trắng nha anh chị, không phải tay ra bóp mấy trăm ngàn kia nha, cái kia em cũng không còn nữa. Nút tắt đây anh chị, bật lên là mở, bật xuống là tắt nha. Đó, zin zin hết. Nè cái này zin luôn nè anh chị. Zin mà nó rách gì luôn nè. Cái này chắc chút em chích keo sắt lại. Rồi em kiếm cái ống khác em cho anh theo si cua để giữ cái này zin lại anh chị. Chứ vỏ này thấy cũng ổn. Mà bên cây nó không bị nè nha, nó bị tiếu, nó bị con bên nè. Bên đây nó còn bóng đẹp nè anh chị, còn bên đây nhìn nó mờ mờ rồi ha. Cái này xà chà không chết luôn, nó nói gì nè. Đó, chúc em kiếm cái tay khác, nhưng mà nếu mà không có giống kiểu này thì em có kiểu khác nha anh. Tại anh cái gì anh xe máy anh nhìn giùm em ha. Có cái chân cỏ nó là đúng dữ luôn anh chị, nó dữ nhẹ quá à. Mà zin nó luôn anh chị. Cái đồ bò nó cũng bự nữa nha. Cái này em chưa có vô mở, chúc em sẽ vô mở ha. Đó, chén kẹp đầu bò đầu đầy đủ zin hết, chống quấn cỏ chống mài mòn hết luôn, đúng đã luôn cái máy này. Con này mới giữ nha anh chị. Cái con này là em nói trước cho dễ ha, tại con này là khách chốt rồi anh chị. Nè chạy đây uổng ghê, vận chuyển anh chị, vận chuyển đâm vô đây chạy đúng uổng luôn. Máy này mới lắm nha. Này dính nhớt, này em ra cái dính nhớt mới tin anh chị, mới giữ luôn á. Nè có chỗ này nó bị nứt này, vận chuyển xong nứt em hàng lại. Nhưng mà cái nhựa này nhựa dẻo anh chị, hàng vô bốn lưỡng đã. Máy này đẹp lắm nha. Nhưng mà những cái dòng này á, những cái dòng mà máy mà em nói thiệt anh chị, từ mà 36 ly trở lên là nếu mà anh chị kiếm cặn thẳng em bao anh chị là về 20 cây mới được hai cây đẹp đẹp thôi. Còn nhiêu là xấu quá không nghe anh chị. Xấu có thể là ở ngoài tới trong luôn. Bởi vì nhưng mà em bán thì em bao anh chị xem cái bê tông thì anh chị nó ok rồi ha. Còn hồi nãy có anh kia anh hỏi em, anh kêu kiếm là con mới á, mới á. Mà nếu mà mới quá thì cũng hiếm anh chị ơi. Tại nhiều lúc cái đó là anh chị phải canh video ai lên á. Thấy không? Canh video của người nào người ta đăng lên á là anh chị phải chốt liền. Chứ em không nói em bán không nha. Đó anh chị phải canh chị chốt liền chứ trễ xíu là người ta mua mất tiêu anh chị ơi. À, chứ anh chị như anh chị thấy con này nè, nếu bây giờ kiếm con giống gì nó cũng hiếm anh chị. Nó mới tin luôn anh chị, nhìn nó mới dữ luôn á. Thấy không? Dính giờ. Dính nhớt. Con này giật nhại ghê anh chị. Có cái đốm này là cái đốm gì em không biết nữa, nó dính cái gì em giữa hoài nó không có ra. Nhưng mà thôi em không cạo, cạo bà nó. Nó dính cái gì không biết nữa. Máy này VIP lắm nha anh chị. Dính hết từ A đến Z, từ cái chế tới này kia luôn. Đó, nhưng mà em bán máy á, là em quay cận cảnh tới trong luôn. Rồi có khi nhiều lúc có anh khách á, bữa anh vô anh bình luận anh nói là mấy con nào mà người ta chốt rồi thì đừng đăng lên. Nhưng mà không đăng là không được anh chị ơi. Tại anh chị thấy chứ nhiều lúc em đăng là cũng mất thời gian luôn á, không phải dễ đâu. Một con máy em bán xe bánh ở đây chạy ngang hồ lắm anh chị. Bây giờ nãy ông anh chủ nhà nãy ông mới rủ ngầu nó. Trời cái bao tử em giờ nó muốn thúi luôn. Đó. Là anh kêu đừng có đăng lên. Nhưng mà chủ yếu em đăng là để cho khách mua anh chị, khách chốt á người ta xem cho người ta an tâm. Chứ nhiều lúc anh chị thấy em đăng em mất thời gian lắm, một đăng cái nào gọi chút khách nhắn tin đó. Anh chị biết một ngày em trả lời cả trăm tin nhắn anh chị, trả lời đàng hoàng nha, chứ không phải là người ta nhắn em không trả lời lại đâu. Mà có khi em trả lời cũng hơi chậm, tại vì nhiều quá em đâu trả lời nổi đâu. Em vừa làm vừa trả lời, vừa làm vừa trả lời, nó lâu lắc mất thời gian luôn anh chị.
làm riết mình, chị nhìn thấy cái đống rác của em trên đây nè, dọn không nổi luôn, chiều nó đuối luôn rồi mà làm không tiền luôn chị ơi. Làm cục máy xe bo ta dục đó, người ta nhắn tin em không dám trả lời luôn, mấy ngày trước trả lời hôm nay hết dám trả lời luôn rồi. Nó nhiều độ quá giờ anh chị cũng thông cảm nha, chứ hồi nãy giờ cũng nhiều anh chị nhắn tin hỏi em xong chưa hôm chưa, em không dám trả lời lại luôn, nhiều quá giờ em cũng gán làm cho nó xong đó. Thì bữa nè cái bộ này mấy cái xe nè, mấy cái bách cước của anh kia nợ nè đó, thì bữa nay trả hết. Anh đó anh mua một lần 10 cái luôn anh chị, mà quấn dây luôn ha. Nè anh chơi nè, 10 cái mà quấn dây sẵn vậy nè đó. Rồi bữa đâu có hàng đâu, em đưa có 3 cái trước rồi, đại lý hết luôn anh chị, đại lý hết đợt này chứ không phải là ở ngoài thị trường không có nha anh chị đó. Thì cái về được có 5 cái à, rồi em đưa anh có 3 cái, anh kêu 2 cái cũng được thôi, với em đưa anh 3 cái, còn thiếu lại 7 cái vô này quấn đưa cho anh hết. Quăng anh mua gì đó, cái này một cái xài cái năm chưa hư nữa mà anh mua chục cái luôn, em sợ thiệt luôn. Rồi mua nữa anh chị ơi, bơm găm nữa rồi để giật tết cho anh chị xem, nói lòng vòng đó. Hiếm có con máy nào mà nồng mà từ 36 ly mà cần thẳng đẹp lắm, em bao anh chị luôn, trừ khi chỉ có ba lô thôi, bởi vì em làm ba lô á là em lên cần thẳng, em lên cẳng thẳng á anh chị, em có cái khúc láp đó là nó chống rung qua, thì em dám bảo đảm với anh chị nha, nếu mà em lên cẳng thẳng cho anh chị á, có thể nè cục nè tới đây nè chị đó nè, em lên cẳng thẳng cho anh chị nha, em dám khẳng định là nó sẽ ok hơn cái zin đó. Thì anh chị về xài anh chị biết, chứ giờ em nói nhiều quá mai mốt anh chị không mua cẳng thẳng hay sao đó. Thì anh chị nào có xài là anh chị sẽ biết liền, chứ giờ em khui nhiều quá anh chị nói thôi mua ba lô cho mới, không mua cần thẳng rồi mất công nữa không. Thôi nói nhiều đây ha, giờ em test máy thử. Đây là cái le đóng nè anh chị, đây là mở nè, cái vú bơm nằm đây, cái này xài nắp kính nha anh chị đó, chụp giật nữa. Cái máy này cái mẫu máy lớn, thường thường mẫu này nó là ba, em phái mẫu này anh chị nhìn đẹp ghê, nhìn máy mới tin rồi, là nó 360 hoặc 3, hình như là em thấy 3600 đúng chứ không phải 360 anh chị. Cái mẫu 3600 là mẫu bự nè, nhìn form đã ghê không, chụp giật trợ lực. Rồi test thử cho anh chị xem ha, sao giờ kéo qua nổ anh chị. Nó nổ ấm hiểm luôn anh chị, đúng đã luôn, cái máy này nó mới tin ở trong ấm hiểm, cái bố nó chưa xài nữa. Vì lúc em quay có mấy anh khách ảnh không biết là ảnh vô anh coi anh ấy giống như không, em đăng em bán rồi hay vậy, anh kêu đừng quay, nhưng mà em không quay cũng không được, nó chỉ chủ yếu quay cho khách xem thôi. Còn anh chị nào thấy em đã đăng cái máy mà em nó có khách chốt rồi thì anh chị tua qua giùm em, còn thôi bỏ qua cái clip đó ha, chứ giờ không đăng lên thì khách đâu biết trong buộc. Lúc người ta nói em bán đồ quậy bạ nữa, em bán đồ rất là rõ ràng anh chị, bán nào ra đó đàng hoàng. Thì lúc quay gì cho anh chị xem nè, em nói trước nè anh chị thấy nè đúng không, em rửa không phải là em để nguyên gì mà em rửa đâu nha anh chị, em phải rỡ ra hết luôn đó, em rỡ ra hết em rửa là đúng không, là em xịt nó sẽ khô nước, nó không bị chạm bị xê nha anh chị. Chứ nếu mà để mà còn nước mà anh chị phơi không khô á, anh chị mà gấp quá anh chị giật nổ ra nó mau chạm bị xê nha anh chị, nó dễ chạm IC á, nó chạm mới đầu nó chưa chết đâu, anh chị xài chừng 2 tháng sau nó mới chết đó. Bởi vì em rửa lúc này em gỡ em phơi cho nó chắc cú hơn anh chị ơi. Còn nếu mà rửa mà rửa đại ngoài hết đúng không, thì cái đó cũng nên phơi cả ngày luôn á, phơi nắng không phải ngày đâu, phơi 3-4 tiếng hơi nắng á, phơi mà nó nóng cái máy luôn nó mới khô trong anh chị đó. Nhưng mà vậy thì trong nó còn hơi đóng bụi, còn này em kỹ em gỡ ra hết luôn cho nó sạch sẽ luôn chị ơi. Chừng nào mà máy nào á mà giống như là nó về mà có xăng nổ á mà em quay á,
thì anh chị kêu mà giống như là cho nổ thôi á, thì chị gửi sơ ngoài thì em sẽ bán theo kiểu đó nha. Kiểu đó em có luôn nha anh chị. Đó. Kiểu đó có luôn. Đó. Còn cái nào mà em gửi vệ sinh ok hết là cái đó là ok hết nha anh chị. Rồi thôi em chào nha, để em gắn cái tay vô để em quên. Nè nhạy. Nhạy như máy điện luôn chị. Rồi quá ok. Con này em thấy nó chạy gì chứ nó không lợi mấy con Kawasaki nha anh chị. Kawasaki nó chạy hổn quá. Chạy đúng khủng. Hổn. Với con Tanaka anh chị. Con này chạy không lợi đâu. Em nhận biết. Em bán sao em nói gì à, chứ nhiều lúc có mấy anh vô bình luận nói ông bán con nào cũng khen mạnh. Đó, con này em khen là nó thua con Tanaka. Đó, khen thua nha. Thua con Tanaka 328. Thua con TG 33. Nó bền thì nó em nghĩ là nó bền như nhau, nhưng mà nó nếu mà nói cái lực mạnh thì nó không bằng ha. Cái nào bán nói thẳng ra anh chị, chứ nói dốc hoài. Lúc anh chị vô nói em bán con nào khen con đó, có sao em mới khen anh chị ơi. Tại vì em bán em test luôn mà, em bao em bán máy là em bao anh chị là bao test á. Anh chị cứ kêu em cái test là em test liền, chứ không phải em bán cầm nẹt hẹt 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 cái xong. Chứ anh chị mà muốn tăng cái máy cho nó mạnh lên đó, em sẽ tăng theo cho mạnh lên đó. Muốn cỡ nào em cho lên cỡ đó được hết á, nhưng mà vừa thôi nha. Giống như nó chạy 7 thì kêu lên 10 được, anh chị kêu lên 20 là thua luôn, nổ luôn. Nó hút công sức đó anh chị. Lên là phải vừa thôi đó. Rồi, thôi em chào nha.